Hello, xin chào anh nha. Hôm nay mình sẽ nấu đồ canh chua từ Bạc Hà anh em. Đây, Bạc Hà thì mình đang ấy. Mình sẽ nấu canh chua chay nha, Bạc Hà. Nấu canh chua từ Bạc Hà thì bây giờ nước sôi rồi, bây giờ mình sẽ đây, mình đây là mình mua mực, nó mới dắt nha anh em. Mình sẽ lấy cái lấy me ra, mình bóp vô đây. Ôi da, đây nè, đây mình sẽ chế nước sôi vô nha. Đây nè, em xem cách mình làm đây. Sẽ lấy cái nước sôi đang nấu này, mình sẽ đổ vô đây. Đây nè, xong rồi mình sẽ cái muỗng mình đánh nó ra. Nóng nhanh em nha. Đây là cách mình nấu bánh canh chua và mình mới dắt nha anh em. Bây giờ mình sẽ đổ nước đầu tiên vô trong nồi chua. Đây, sẽ đổ một cái lược này nha. Xong mình bỏ tiếp vô là chén mình. Múc tiếp tục. Bây giờ mình sẽ nêm từ cái nồi canh mình, nước đã chua đi nha. Cái nước này đã chua chưa? Cái chưa chua này mà. Hết cái cốt mè luôn nha. Thank you.
lên đây thì hết cái cốt này luôn. Hiện tại nước me mà nó sắc đã chua rồi, cái nước đang thui luôn rồi nè, cái me ra. Đó, bắt đầu nó chua, hơi chua nè. Bây giờ mình sẽ cho bạn hà vô. Giờ mình sẽ nêm đường canh mình nha. Mình sẽ cho đường. Mắm. Bột ngọt. Xin im lại. Dếu hơi dài nha nên nên thẳng thẳng nha. Rồi, nó đã vừa ăn rồi mọi người. Mình sẽ cho bạc hà vô. Hà này mình đã ngâm qua nước muối rồi nha, cho nó ra cái chất cái mũ của nó. Thì mình sẽ cho cái quế này vô luôn nha. Xong anh em nha, đây bị chín rồi nhắc xuống thôi, tại vì anh em nha, đơn giản lắm đúng không?